Mình thưa anh chị và các bạn, Minh Toàn đang ở tại Hạ Long. Hôm nay Minh Toàn lại tiếp tục xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy đi biển, tắm biển cùng với Minh Toàn. Và để là người đầu tiên theo dõi các video mới thú vị về các bãi biển nói riêng và về cuộc sống nói chung, rất mong các anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được thông báo và người đầu tiên được xem các video mới thú vị. Mỗi khi mà kênh có video mới thú vị thì kênh sẽ thông báo đến anh chị qua cái biểu tượng cái chuông. Hôm nay Minh Toàn tiếp tục mời anh chị dạo quanh bãi biển ở Hạ Long, bởi vì là có nhiều khán thính giả cũng comment cho Minh Toàn, bảo Minh Toàn là đi review một số cái hoạt động ở biển. Chính vì thế mà hôm nay Minh Toàn sẽ đi quay ở xung quanh bãi biển. Rồi, đó, anh đắp cát. Và đừng đi đắp cát. Đây là một ngày thường thôi anh chị ạ, mà bạn biển Hạ Long đông như thế này. À, quên mất, hôm nay là thứ bảy, chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy thì hầu như là các gia đình, các công ty cũng như là các nhóm bạn đều tổ chức đi tắm biển. Chính vì thế mà các chiều cuối tuần, hơn nữa là vào mấy cái ngày này, thời tiết nó rất là nóng bức. Chính vì thế mà lượng người mà đổ về bãi biển khá là đông. Đi tắm biển thì anh chị và các bạn, nếu mà người lớn thì không nói, và chúng ta cũng có cẩn thận hơn. Chúng ta phải xác định được những cái vùng nào mà nước nước nó chảy ra, tức là vùng nước chết, để chúng ta có thể tránh những cái vùng đấy đi, chúng ta tắm biển cho an toàn. Đây, khu vực này chẳng hạn như khu vực nó hút cát hơi sâu, đây là cấm tắm này. Đấy, cấm tắm này, vẫn tắm này.
cách đây 4-5 tháng thì mình toàn có mấy cái video về cái khu vực bãi biển này, nhưng mà vào cái thời kỳ đấy là biển nó đang cải tạo, thành ra là nó rất là xấu. Bây giờ thì biển cắt trắng rồi, cắt nhân tạo rồi. Và cắt trắng này nó sẽ làm cho nước biển rất là trong, nó không bị đục như cắt vàng. Có người còn đem cả thú cưng đi tắm biển luôn. Khả năng cái video này chúng toàn xin phép là dừng ở đây để chúng toàn xuống tắm biển một chút cho nó mát. Cảm ơn anh chị đã xem video này. Hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào biểu tượng của cái chuông để là người đầu tiên được xem các video về các bãi biển nói riêng và về cuộc sống nói chung, những video mới thú vị anh chị nhé.
Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.